Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Buổi chiều sớm chiều quý chú anh chị ơi. Duy Minh cảm thấy là buổi chiều nay rất là vắng vẻ quý chú anh chị. Không có khán giả gì nhiều. Có hai khán giả này mới vô nè. Quý chú anh chị. Ba khán giả ha. Cát à. Hello chị. Dạ. Gia đình mình từ đâu đến hả chị? Chị ở Bình Dương. Chị ở Bình Dương hả? Dạ. Chị ở Bình Dương hả? Chị đi chiếc xe trắng nữa hả? À. Ồ chị nãy đây đây. Ủa sao ra luôn chị? Thôi chị vô chị ra luôn rồi quý chúng chị ơi. Rồi chị vô xong rồi chị có xíu xíu rồi ra luôn rồi. Có thấy vô ra luôn rồi. Có Thắp Hương không? Muốn Thắp Hương ra luôn hả? Chắc đến đây xem mộ chú quá. Đây là lần thứ hai mà chị. Cái gì đặc biệt? Khách vô tự nhiên xong rồi đi ra. Thấy anh đậu tiền về mỗi có vô tóc quên không? Hả? Xong ra hai ảnh cũng chơi qua. Lạ quá ha. Lạ quá lạ. Mới đi vô xong. Qua đây nhiều khán giả luôn ha. Lạ quá trời lạ luôn ha. Anh có thấy em lạ không? Lạ luôn. Em cũng bình thường đúng không? Nó bình thường. Cất dễ thương đáng yêu hồn như trong sáng. Đúng rồi á, bình thường. Có trúng cam nữa không? Cái chuyện này bị quà. Đứng sau lưng kia dần dần. Hello anh, kệ ổng kìa. Chào Minh. Đúng rồi, xuống live chứ. Có đâu. Trời đang live chim hả anh? Vẫn còn thương em có sáu mấy người mà em ngồi đi luôn. Đang còn live hả? Đâu điện thoại đâu? Thương em. Điện thoại đây hả? Ờ, điện thoại nè. Đang trốn giữa bụng của chú Gọng. Đó, quý của chú anh chị ơi. Thì bà con cô bác thấy mộ của chú bây giờ rất là vắng vẻ, chỉ có là mấy anh em YouTube thôi. Một hai vị khán giả vô thì cũng đã vừa vào thì đã cũng đã đi ra quý cô chú anh chị. Ngày xưa anh nhớ cái thời mà còn cái gặp vui ghê hả anh. Đó bớt chung hồi đó nhớ cậu Năm mới lên lên chung không chỉ có hai tao mày với lại Nhịp Sống Điêu là tới sớm chủ ở đây luôn ha. Sớm anh Bin nữa, anh Bin đến sớm Bin đó nữa. Nữa. Ờ. Anh là sao này? Ông là trước. Anh là sao? Ông Huy à, ông tới trước rồi sao cái ông bỏ, ông bỏ cái ông quanh lại. Ông Huy chủ yếu ông lại ông cái lỗ. Đúng rồi. Cái lỗ. Sáng là mình lại vô sớm nhất. Mình lại nó vô cái đầu cái vô cái 4 giờ mấy là em có mặt ở đây à. Trời là trời chưa có cái mặt trời chưa ló dạng nữa là tới rồi. Có bỏ em vô anh Tạo nói. Yeah, anh dặn em mai đi chạy chạy tí nha, đi sớm mệt lắm á. Anh Toàn á, đợt mà buổi cuối tuần á cái nói mai em đi vô chạy chạy thôi, em đi sớm quá đuối quá. Anh Toàn là ảnh phải theo em, tại vì em vô em quay sớm là ảnh phải vô sớm anh cập ảnh lau đồ cho ảnh dọn dẹp cho nó gọn ghẽ, để nhiều khi ở trên á qua viên ta thấy là ta la, cho nên là ảnh phải đi thật là sớm. Giờ ở đây thì giờ anh em đây mình làm luôn rồi. Ừ, làm luôn rồi. Anh giờ anh đi đúng giờ thôi. Đây mình. Dạ. Cô chú thương anh ghê luôn á. Sao anh? 61 cô chú xem mà cho anh 74 like luôn. Ồ vậy là có người cho anh 2 like á. Thì đó à, quý cô chú anh chị ngày xưa thì khi mà còn cái gặp ở đây nè quý chú anh chị. Sáng á thì Duy Minh vào sớm. Là nếu mà ngày xưa bà con cô bác nào mà theo dõi Duy Minh thì để ý thì biết Duy Minh vào trong vòng 2 tháng đầu Duy Minh vào sớm 4 giờ mấy và quay một clip thì chưa có sáng luôn quý cô chú anh chị. Thời đó thì có nhiều khán giả gọi Duy Minh nói trời ơi em không sợ ma hả? Ô quý cô chú anh chị mà ở đâu á thì Duy Minh cũng không sợ hết quý cô chú anh chị, tại vì ma cỏ gì đâu đây. Bình thường thôi quý chú chị ơi. Thì cũng như mình thôi, mình không làm hại người ta thì người ta sẽ không làm hại mình quý chú chị. Hồi xưa thì hoa rất là nhiều. Vì mình phải sáng vô dọn hoa ra. Thì lúc đó thì
anh yêu á thì anh hay thường đi chở hơn với mình tí xíu đó, là anh yêu sẽ tới quý anh chị đó. Nhưng mà hay con gái là anh yêu sơ đi chở, đi chở hơn mình, nhưng mà anh vẫn đang sớm hơn mình. Tại vì anh với mình thì làm mà từ từ quý chứ gì đó, chứ không có vội. Anh yêu anh đến sau nhưng mà cũng đang trước là anh hay đó, mình cũng phải học hỏi anh. Từ đó thì mình cũng cố gắng đăng nhanh nhanh lên tí xíu cho bà con cô bác xem. Thì bữa nay bà con cô bác thấy không, ở đây nó trống rỗng gì nè, nhìn nó sẽ đẹp quý chú anh chị, nó gọn gàng sạch sẽ đẹp ha. Trưa nay là mình thấy lạ con cái là rất là vắng luôn, hai vị ba vị khán giả vừa vô thì cũng bỏ về luôn quý chú anh chị ơi. Hoa lan đây thì cũng héo rồi nè, hoa đã yếu úa tàn ha, theo thời gian đó quý chú anh chị. Đây là ai cúng cái gì đây, cái này là cái trái trái hồng ha quý chú anh chị, trái hồng. Ở đây thì có hai trái bự mới quý chú anh chị. Còn đây là bánh gì đây, bánh gì của khán giả cúng không? Sắp lại cho đẹp. Công chiếu được 15 người thì anh công chiếu bao nhiêu? 15 nha. Trời ơi, anh để chú Sáu chồng cô Sáu. Bởi vì người ta vô ta xem mới rồi. Anh chú Sáu chồng cô Sáu. Nghe giọng anh mà cái anh kia tưởng không à? Nghe giọng ai giống anh Vũ Lưng quá, nghe giọng anh ấy mới nói đó. Tức là giọng của em hả? Nghe giọng ai giống Vũ Lưng. Nghe giọng ai giống Vũ Lưng vậy à? Nghe giọng anh mới nói. Giọng Duy Minh chứ không phải là Vũ Lưng. Duy Minh Vlog anh. Có chương trình lớn à, Vũ Lưng cùng các nghệ sĩ. Tối nay có chương trình bắn pháo bông ở là thành phố mới ha quý cô chú anh chị. Tối nay Duy Minh đi quay cho bà con cô bác xem ha, ở sự kiện ha, ngày quan hệ ngoại giao hình như là của Nhật Bản. Của Nhật Bản đúng không anh? Nhật Bản với mình đúng không? Hả, Hàn Quốc? Nhật Bản. Nó sẽ sự kiện ha quý anh chị. Tối nay Duy Minh sẽ quay sự kiện cho bà con cô bác xem. Giới thiệu cho bà con đi. Bông bông. Thành phố mới anh. Thành thấp nha. Công viên mới. Mới đúng không? Đúng rồi. Phường mới. Tối nay anh em nào có ra ngoài có trực tiếp cho bà con bác xem nha. Ông lên nào vậy? Lên mới nãy lên. Ông đâu? Chú Sáu chồng cô Sáu tiết lộ một thông tin. Ai chồng cô Sáu? Lê Hòa Hồng Loan. Trời ơi, cũng tiết lộ cái gì vậy anh? Ông đâu rồi? Chú Sáu đâu? Cũng về rồi. Ông mới đi qua đó kìa. Đâu? Ông mới bên kia kìa. Trời ơi. Ông mới chạy qua đây nè. Chú Sáu, trời ơi, chú Sáu. Chú Sáu đâu? Về rồi. Gì thiệt ơi. Ông mới chạy qua nè, ông mới chạy qua đó coi còn còn không. Chú Sáu vừa, trời ơi, anh để đó em tưởng là chú Sáu chồng của cô Sáu Sáu ấy chứ. Trời ơi. Là chiều nay anh em mình gặp bên phố mới. Dạ, chắc là vậy đó anh. Nếu mà con không có gì thay đổi nha. Bên đó là thành phố mới rồi, biết sao như là chiều buổi chiều quá nó rất là đông người vui lắm. Nhưng mà bên đó cũng thắt chặt an ninh lắm á. Thắt chặt an ninh. Rồi động với những BKMS, bên WeShip gì đó. Nó thắt chặt an ninh đó. Không, mình nói chung nha, mình vô đó mình chỉ đi công viên. Nguyên chia sẻ cho bán pháo bông cho bà con của bác. Mọi cái sự kiện ha quý chú anh chị. Có ngày xưa mình đi vô đây hoa rất là nhiều quý chú anh chị. Hoa có thể là để ra tới ngoài sau luôn, và hoa là phải để lên cái khu này nè. Khu này ngày xưa thì bà con cô bác biết có cái gạp ở đây. Một cái gạp ở đây và liền kề ở đây là một cái gạp ở đây nữa quý chú anh chị. Là hai cái gạp luôn. Nó liền nhau. Đó, liền nhau cái gạp đây rất là hai cái gạp rất là bự và to luôn ha. Sau là để thêm một cái gạp ở trước nữa là ba cái. Cái gạp ở trước đây là ba cái quý chú anh chị. Lúc đó là anh em mình vô rất là sớm luôn. Và sau này thì có nhiều anh em khác cũng đi theo và chia sẻ ha quý anh chị. Thì thời đó rất là vui luôn. Mình vô mình không có lo gì hết quý anh chị. Vô chia sẻ rồi chỉ lo là dọn dẹp hoa này kia đồ trang trí cho chú thôi, chứ không có lo về cái việc khác. Và tới giờ thì Duy Minh cũng hay đặt cơm nè, mua bánh nè, mua trái cây đồ để cúng cho chú. Có khi một ngày là ngày xưa Duy Minh cúng một ngày là 3-4 màn luôn quý anh chị, 3-4 mâm luôn. Mà hồi đó thì có nhiều khán giả gửi Duy Minh cúng nhiều lắm. Sao có khi là Duy Minh phải từ chối luôn á quý anh chị. Duy Minh cũng không kịp nói là phải từ chối.
kêu là gửi cho anh em khác để là cúng luôn đó. Mà dạo này thì cỡ này thì từ từ thì cũng sẽ hết, lần lần thì cũng từ từ sẽ bớt lại. Héo quý chúng chị thì thời gian thì cũng có hạn thôi, không có số lượng thôi. Ngày xưa nhớ hai anh em mình cũng đi vô gì nữa anh, rất là vui ha. Sáng sớm đi vô dọn hoa ra rồi cho sạch đẹp, rồi xong cái tới chơi chơi tí xíu, chưa chưa tí rồi anh em mình cúng. Đó thì cái thời đó là 6 giờ sáng anh em mình làm xong hết trơn luôn. 6 giờ sáng anh em mình ra quán phê là đang biết là nằm chết rồi đó. Mà lúc đó là đâu có ekip gì nhiều đâu. Đúng rồi, chỉ có mấy anh em mình YouTube mình thôi tự làm luôn. Chấm trong chưa xuất hiện nè. Không, một số YouTube nữa. Một số YouTube chưa xuất hiện nữa. Chỉ có mấy anh em mình nè. Anh nhớ không? Anh là người chủ đạo xếp hoa dưới hình. Mà còn em thì dọn dẹp, nói chung là có nhiều hôm là điểm là không làm, anh đi phải chờ mình chờ chú Miêu vô để xếp hoa đó thiệt. Nói chung là em là giờ sáng là em dọn ra, em thấy anh là xếp hay xếp hoa cho nên là em dọn ra sẵn để cho anh là sắp ngay lại. Tại vì là anh người xếp hoa nữa, anh biết chỗ cái hoa nào nằm góc nào, hình hoa nào với hình nào là nó phù hợp với cái màu cạo đó. Hoa với hình quý chú anh chị. Và nói chung là ngày xưa thì rất là mà lúc đó anh em cũng hòa nhã ha, vui ha, vui lắm. Dọn dẹp với nhau. Bao lại. Mà lúc đó phải nói là những cái tình cảm của bà con cô bác ha, rất là trân quý luôn á. Mọi cái gì cũng điện nhờ anh em mình làm, cúng kiến cho chú ha. Đó. Ngồi đây tâm sự ha, hai anh em giờ ngồi hai góc hai bên tâm sự. Giờ nó buồn thiêu ha anh em, buồn thiêu luôn á. Anh làm việc là nó có khoa học. Ví dụ thời đó thì cái nhiều hoa hình thì em đến rất sớm, lúc em đến 4:59 luôn đó. Em đến 4 mấy. Em 4 mấy vô anh Toàn còn nói sao em đi sớm quá, em đi chở lên tí xíu. Biết sao không, anh sợ là hoa viên la ảnh cho nên là anh phải đi sớm được anh dọn dẹp cái bàn thờ của chú đó. Thời đó thì Duy Minh hay vô là hay dọn những cái ly nước này quý cô chú chị, dọn ly nước nè, đừng châm nước. Tại thời đó là ba cái ly nước này là Duy Minh mua giùm một cái vị khán giả quý chú chị ở Sài Gòn đặt, nhờ Duy Minh nói là trên cái bàn thờ của chú hiện giờ trống lỏng à, lúc đó chưa có cái ly hương đồng ở sau nữa, chỉ có cái ly hương này thôi với là ba cái ly này thôi quý cô chú chị. Đúng rồi, 15-20 phút, có bữa thì cũng... Không biết chung vậy. Nhưng mà có cái anh hay là anh đăng clip trước nè. Có cái anh hay là anh đăng clip trước. Tại vì em quay dài lắm quý chung vậy, 30-40 phút, còn anh yêu thì anh quay ngắn hơn. Cho nên là anh tải lên cũng nhanh hơn quý chung vậy. Anh tải lên cũng nhanh hơn cho nên là anh đăng clip trước. Em cũng không gành đúng không anh đâu. Bây giờ thủ ngồi chứ nào chưa được giỡn rồi đúng rồi. Bây giờ đóng tiền cúng nè. Cúng mấy ha? 6.510.000. Giờ mới có cơ hội là ngồi đây tâm sự ha quý chú chị. Dài hôm nữa là em cũng đi núi rồi quý chú chị. Đi đâu? Đi An Giang để chia sẻ cho bà con cô bác đi lên tìm chú. Ví dụ đi nước cắm đó, lỡ thằng gái nó quay đâu đây nó quay cung gì rồi. Hiện tại giờ là Duy Minh sẽ đi lên đó là để xem coi chú về điện nào và chia sẻ cho bà con cô bác ha, dẫn chia sẻ cho bà con cô bác về chú Diệu Linh. Nhưng mà mình đi khám phá tâm linh và đi tìm hiểu về chú sẽ về đó tu. Bà con cô bác nếu mà không tin thì có thể là xem lại những cái video mà tí nữa là Duy Minh sẽ đăng tải cho bà con cô bác biết chú về và chú nói như thế nào cho bà con cô bác nghe ha. Chứ không phải là mình nói đây là nhiều khi là bà con không tin thì sẽ đợi tới cái ngày đó là Duy Minh sẽ đăng cho bà con biết. Chú cũng có về đây một lần, chú dặn anh em mình rồi. Những cái mà anh yêu nhiều khi anh yêu anh không biết. Chứ thật sự là cái tâm linh á là Duy Minh hiểu và chú cũng có về nói là sau này chú đi tu thì mấy cháu, mấy con cứ làm lau mộ dọn dẹp của chú bình thường, cho khán giả thì đến cúng bình thường, mà nếu mà yêu quý chú đừng có cúng cái món đồ quý nữa, nó sợ tốn tiền. Chú cái thứ nhất là chú sợ tốn tiền khán giả quý anh chị. Chú nói là cúng cơm hoặc là cúng cơm chay
hoặc là cúng hoa hoa thôi đó quý chung chị, và là mua hương đốt được rồi đó, chứ đừng có nhận cổ dặn với mình đó, là đừng nhận bất cứ cái gì về quý giá nữa. Tôn, chú sợ tốn tiền khán giả quý chung chị, thì cái đợt đó là chú nói là nhận long lăng vi phụng là có đó quý chung chị, là có đó, cho nên là nhận cái cặp lăng đó vô thôi. Thì buổi tối chú nói xong là sáng là cặp lăng là chị Hồng Ngọc là đưa tới liền luôn đó quý cô chú chị, không hiểu gì sao luôn á. Hả, úng hết à? Úng rồi thấy không, thấy chưa, tại vô mình để nó úng. Vàng quá mình lấy đem ra thử đi. Vàng hả quý chú chị? Đó mình mới tháo ra, mình tháo mà phong là thoát lại cầu lại cái nè. Đó, cái mỗi nếu mà mình bạch á mình cũng phải chích một cái lỗ. Đó, để cho nó thoáng hơn. Có chỗ nơ dài đẹp hơn nè. Đó gì nè, đúng rồi. Cầu cái nơ lên đó chưa? Cô chú thấy đây cái nho nó vàng khè không? Đúng rồi, nho nho. Nho nó hơi úng nè quý chú chị. Nè, thấy không? Thấy chưa? Tại vì nó đẹp mà đó, không biết gió hòa của cô chú nào biết còn năm hết. Đó. Không làm cho nó tụm cô chú. Hôm nay có hai trái bự mới anh nè, hai trái bự mới nè. Hôm trước là anh Ngọc đòi mua cái gì giờ cái gì bằng mũ á, mà để đựng chân bự, thì em nói thôi đi anh ơi, ở trên bàn thờ nó chặt lắm cho nên là đừng có mua nó, đâu phải mình muốn mua là mua đâu nó, cho nên là ngưng lợi quý chú chị. Anh nói chung là Ngọc cũng có lòng tốt, em tháo ra cho nó đẹp hơn hồi nãy luôn á, tháo hơn ha, gọn ha. Sao em thường hay đặt những giỏ quà cúng cho cậu năm đó, những cô chú khán giả đây nè, những cô chú nghệ sĩ đây nè, rồi cái chỗ mà bán giỏ hoa nói em nè, ba bọc là đẹp nhưng mà nó chỉ bị úng á, cho nên là sao em đặt khoảng 7-8 giỏ em đâu có bao bọc ra đâu, để vậy nè. Để gì vậy ha? Đó. Cô thấy có thấy đẹp hơn không? Hồi nãy nó bao là thân đó quý cô chú anh chị ơi, thì hồi sớm thì hồi sớm anh Quy anh để cái tiêu đời gì chồng cô Sáu làm em hết hồn. Chú Sáu hả? Chú Dừa. Chú Sáu, chồng cô Sáu. Chú Sáu Dừa. Đẻ ta lên gì liền hả? Khán giả là tưởng là chồng cô Sáu kia. Cười quý chị nghe cái hết hồn quý chị vậy. Cô gì à, chú Sáu, chồng cô Sáu kỳ hả, kể hết chuyện gì phun lê gì đó. Làm hết hồn mình cũng hết hồn theo luôn quý chú chị. Bây giờ mình nguyên cái bàn thờ của năm tư hoa quả đẹp có cô chú đó, hai cô bự ha. Đúng rồi. Đó. Giờ thành bốn quả anh. Ừ, em cầm coi sao nó tắt cái đèn không? Cái gì? Nó tắt đèn. Không còn có hai con đèn. Mới qua trăm mà sao hết được anh? Không. Qua trăm mà. Ôi chắc ai tắt cái đó đốt ở trên kìa. Chắc không, ai quá. Đốt hết ba cái rồi sáng đi. Ý là ai tắt á? Chắc ai tắt mình đốt hai cái trên hay sao? Gì ơi ơi nữa rồi. Ở đâu người ra đây? Không ra. Sao vậy anh Niêu? Trời. Bây giờ anh đi bán vé số thôi, còn 7 tờ duy nhất. Bán anh tờ đi. Bán miễn phí. Hiện tại là bà Lovet còn 7 tờ vé số. Rồi bây giờ mình sẽ đi phát lập cho bà con cô bác. Cái gì? Cái đó nói dầu còn bóng thằng ơi. Bây giờ có công bố nè, 81. Vậy là hôm qua không có châm dầu nè. Sơn luôn á. Ủa? Anh có chưa anh? Thôi. Chưa đúng không? Tới. Em gửi anh 2 tờ 81, chiều nay mà vô 81 là 4 tỷ. Tức hôm qua anh em mình thấy hôm qua anh em mình thấy em chưa phát anh mà. Ừ. Ờ chưa có rồi 4 tờ cảm ơn anh nha. Ủa gì 4 tờ? Em nhớ là có 4 tờ. Hết dầu rồi kìa. Bé chút bị lừa rồi. Sao anh? Hết dầu. Hôm qua mình không có làm này nè, cho nên là chạy dầu luôn phải không? Hôm qua ngấy nó làm, cho nên là mình tưởng nó châm dầu ai ngờ. Hôm qua em nói anh gì ta, anh giàu. Anh giàu. Anh tàn. Bây giờ hết trơn luôn á. Hết trơn dầu luôn rồi nè. Trơn nó cạn luôn chứ hết gì nữa. Chạy dầu. Hôm qua mình không có làm này anh.
hôm qua tụi em ship ship kia tại tưởng đâu mấy anh em kia làm tưởng nó có châm dầu, ai ngờ không châm dầu. Đó. Cái này anh Tiêu sẽ ra tay châm dầu. Châm dầu. Thì là hôm qua không châm dầu nè. Đúng không? Hết sạch luôn hả? Hết sạch luôn, mới dưới tắt á. Rồi anh Niu phải châm lại. Thôi giờ anh Niu làm bàn thờ luôn đi. Anh Niu bàn thờ sẽ nghe quê á, bổ em lao không bổ mà kêu Di Minh bằng thờ luôn đó. Còn anh lao ngoài là anh sẽ được phong cho cái tên luôn á. Ủa anh gửi ship qua luôn rồi. Ship được. Hôm tụi em dán lại anh gửi cái ship qua luôn rồi. Chết rồi. Chết rồi. Dán ở đây nè. Dán ở đây đó. Anh còn keo không? Không. Thì còn keo mới dán được vậy. Nó chắc rồi hả? Anh nghĩ mà anh chắc rồi. Chắc rồi. Cái đó là dán lại anh. Anh gỡ cái đầu ra nè coi nè. Anh đâu có biết đâu. Xúc cái keo dán dán đá luôn rồi giờ gắn vô. Đang ăn. Không biết gì chiêu à. Đó, quý vị chung kìa. Anh cầm giùm anh nêu luôn coi, anh kết thúc video luôn coi. Xanh kết thúc chết vậy? À, rồi, 2 mấy phút rồi. À, bao nhiêu đó là tâm sự nãy giờ với bà con có quá thì cũng biết rồi, lâu quá rồi. Thì video bữa nay là rất là buồn. Quý anh chị ơi, khán giả ít quá cho nên là Di Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha quý cô chú anh chị. À, bà con có bác xem video. À, nếu mà yêu quý Di Minh thì cho Di Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Bây giờ Di Minh xin chào và hẹn bà con là một video tiếp theo ạ. À.